Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem một bức tranh mà bà xã mình mới vừa thiêu xong và đem đi đóng khung. Bức tranh này lớn nha các bạn. Bức tranh này là bề ngang là khoảng 1,5 m nha các bạn. Bề cao lên đó là nó khoảng 6 tấc. Bức tranh Non nước hữu tình. Bà xã mình mất hết thời gian là 13 tháng nha các bạn. 13 tháng mới hoàn tất được bức tranh này nha các bạn. Có kiên nhẫn dữ lắm mới làm được các bạn ơi. Chứ bà xã mình nhiều lần muốn bỏ cuộc không đó. Nhưng mà làm thời gian lần lần riết này nó cũng hoàn tất bức tranh. Bình quân một ngày thiêu chắc khoảng 3 tiếng hồ. Nói chung thời gian rảnh mới được làm đó các bạn ơi. Thường thường làm ban đêm là nhiều, nhưng ban ngày đâu có thời gian rảnh đâu mà làm nhiều. Thiêu chỉ tranh thủ thời gian ban đêm thôi. Đúng là phải kiên nhẫn lắm mới hoàn thành bức tranh. Mà bức tranh này á, là nó tới là 67 màu luôn nha các bạn. Đây nè, có nhiều nhìn bức tranh gốc của nó là thấy không, thiêu viết rồi cái miếng giấy đem ra đem vô viết thì nó bèo nhèo vậy luôn nè. Đó, 67 màu luôn nha các bạn. Thiêu thiêu bức tranh nó khó, là nó khó rồi mà lúc mà mình so màu chỉ đó các bạn, nó lựa cái màu chỉ cho nó đúng từ cái khung cảnh các bạn, càng khó hơn các bạn khi lộn tới lộn luôn, mắt tháo và tháo vô chỉ gì đây nè, mà sao màu chỉ đâu phải dễ đâu. Xỏ từng ô một, từng ô một, tranh tranh theo chữ thập mà. Mình xỏ từng ô vuông vậy nè, nó xỏ chữ thập. Hoàn thành bức tranh này là biết bao nhiêu mà nói đường kim mũi chỉ mà cho nó. Toàn bộ khung tranh này là thiêu hết luôn nha các bạn, không có bỏ sót chỗ nào hết trơn các bạn. Mình nguyên một cảnh người ta là phải thiêu hết luôn, thiêu đều luôn, không có bỏ một cái khoảng trống nào hết luôn đó. Cây cối nè, chim chóc nè, núi non nè, người chèo thuyền nè, đúng là non nước hữu tình luôn nha các bạn. Đây là tác phẩm đầu tay của bà xã mình luôn các bạn ơi. Mới tập thiêu là quất nguyên bức tranh bự gì luôn nè. Kêu mua một bức tranh nhỏ tập thiêu trước không chịu, quất nguyên bức tranh bự gì thiêu nó mới đã. Mới tập thiêu lần đầu tiên luôn, tác phẩm đầu tay luôn đó. Bức tranh này thì mình đi mua thì nó không có nhiêu tiền các bạn, nhưng mà cái công sức của mình nó bỏ ra mới là vô giá nha các bạn. Nó khoảng vài trăm ngàn là mình có được bức tranh rồi, để mình thiêu rồi, nhưng mà họ để hoàn thành một bức tranh đó nó thật là khó khăn, bởi vì nó mới thật sự là vô giá nha các bạn. Chứ nói mà bán mà để thêm một bức tranh mà để bán không không biết làm sao mà định giá được luôn. Bức tranh này hoàn thành là tranh thủ cũng để Tết, dịp Tết mình treo luôn nha các bạn. Thì các cô các anh chị nào đang thiêu dở dang thì mình cố gắng tranh thủ mình
làm cho hoàn thành để mình treo lên để mình đón xuân nha các bạn. Rồi, rồi bây giờ mình cũng chuẩn bị tìm một chỗ thích hợp để mình treo bức tranh này lên. Thì các bạn xem tranh có thấy đẹp thì like và đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Mến chào các bạn nha.